chỉ duy nhất hơn 200.000 đồng, các bác đã có thể mua ngay một chiếc quần King Jean Việt Nam xuất khẩu của nhà máy em mọi người nhá. Và chỉ nghiêm đã lần này đó chính là khi các bác mua một quần King Jean như thế này sẽ được tặng kèm cho các bác là một đôi tất cao cổ. Khi mua hai quần, các bác sẽ tặng kèm thêm là một đồ lót và một cái mã free ship của em. Và các bác khi mua ba quần sẽ được giảm ngay 5% các bác nhá. Bây giờ em sẽ cho các bác xem kỹ cái chất liệu bản quần nhà em nhá, từ King Jean Việt Nam xuất khẩu quần này. Tiếp đến là phần sau quần thì sẽ có là tem mát chính hãng của nhà King Jean nha mọi người, và hai cái túi hậu sau bên sau này là sâu luôn cho em luôn nha. Chất liệu vải nha, em chọn là chất liệu vải là jean bò mềm hàng loại 1, có giãn nhẹ cho bác 2 chiều này mà cực kỳ thoải mái luôn bác nhá. Ok, đường chỉ nha, là đường chỉ may chỉ đô mọi người nhá, tất cả là chỉ đô luôn này, và may màu vàng cho thiết kế quần nổi bật mọi người nhá, cực kỳ ok luôn, cạp cao 3.5 mọi người nhá. Quy sẽ khuyên đồng chống dỉ cho em nhá, và khóa kéo là khóa kéo giọt xương cho em ạ, kéo rất là trơn tru mềm mượt mọi người nhá. Độ sâu của túi sẽ vừa phải mọi người, đủ để điện thoại, ví tiền và những đồ vật dụng cá nhân mọi người, ok chưa? Đây là tiếp theo đến phần ống quần mọi người nhá. Ống quần sẽ có độ dài từ 17 đến tầm 19 cm tùy từng size quần các bác ạ. Và cho bác xem đường may tỉ mỉ bên trong của em nhá. Đấy, mọi người xem này. Đường may rất là tỉ mỉ và không có một chút chỉ thừa luôn mọi người nhá. May rất là tỉ mỉ cho em luôn này. Đẹp tuyệt cho em. Rất đẹp mọi người nha. Xanh đậm mọi người nhá. Màu xanh đậm nhưng mà nó có mài. Xanh đậm mài cho em. Màu thứ tư thì nó sẽ là một cái màu ghi cho các bác. Đây là màu ghi cho các bác nhá. Và màu cuối cùng sẽ là một màu xanh nhạt mọi người ạ. Đây là màu xanh nhạt cho em nhá. Rất là đẹp luôn.